Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ đây là cái khu vực cầu sắt. Cầu sắt mới nhưng mà chưa có khánh thành nha các bạn. Cầu sắt mới cầu An Phú Đông nối giữa quận Thủ Đức, xin lỗi các bạn, là quận 12 và quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, bắc qua con sông Vàm Thuật. Con sông Vàm Thuật thì có lẽ là nhiều người ở Sài Gòn là không biết. Đây là một con sông nhỏ thôi, nó nằm ở quận Gò Vấp bạn. Thì cái chỗ này là tất cả mọi người dân đang chuẩn bị đổ ra cái phà An Phú Đông bạn. Hiện tại cái phà An Phú Đông là một trong những cái phà, một trong số ít các phà còn tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người thấy đó, kẹt xe này, đây là cái đường Nguyễn Thái Sơn nha các bạn. Cực kỳ là đông luôn, kẹt cứng ngắc luôn các bạn. Đây là những hình ảnh mà mọi người sẽ thường thấy các bạn ơi. Thì cái mục đích của cái cầu sắt An Phú Đông đây. Cầu sắt thì đang làm chưa có xong. Cho xong đáng lẽ là xong rồi, xong tháng 1 rồi, nhưng mà nhiều lần dời lại thì cầu An Phú Đông là vẫn chưa xong. Do là một số cái sự cố và cái xà lan đâm vào cái nhịp cầu á. Đúng ra là cuối tháng 10 này là sẽ khánh thành này, nhưng mà giờ chưa xong. Thì đang tiếp tục sửa để làm khánh thành vào tháng 12 các bạn. Theo thông tin mình biết được là tháng 12 sẽ được khánh thành cái cầu An Phú Đông này, để giúp cho cái người dân ở khu vực Gò Vấp và cũng như là quận 12 đi qua lại nó thuận tiện hơn. Thì cái cầu An Phú Đông này đã được xây dựng vào tháng 2 năm 2020 các bạn, và dự kiến là khoảng tháng 10 là xong, nhưng mà nhiều lần dời thì vẫn chưa xong. Kinh phí là khoảng là 80 tỷ không? Nó có hai làn xe ô tô và hai cái đường để mà người đi bộ đi qua các bạn ơi. Có điều đặc biệt là cái cầu này, nếu mà có cái phà, đây là cái cầu cho thay thế cái phà này. Bây giờ kẹt xe quá trời luôn các bạn. Đó, dòng người sẽ ra cái bến phà. Đó, thường là cái giờ tan tầm cũng như là cái giờ mà đi làm này là kẹt như thế này. Thì khoảng 15-20 phút thì có một cái phà như vậy đi qua. Thì xe máy qua thì 2.000 các bạn ơi. Thì cái cầu này nó sẽ thay thế cái phà đó. Hy vọng là nó sẽ sớm đưa vào sử dụng cho người dân có thể trải nghiệm cũng như là dễ dàng. Đây, mọi người thấy không? Đó, khu vực này thì cái đường này là cái đường cho xe máy này. Xe máy, xe ô tô hai làn mà. Dài khoảng 238m đấy các bạn. Bây giờ đang kẹt xe này. Mọi người thấy đang kẹt xe. Khu vực này thì kẹt cứng luôn. Cái đường Nguyễn Thái Sơn này kẹt cứng luôn các bạn. Đó. Thì hôm nay qua video này sẽ quay cho mọi người xem thì cái đường, cái cầu sắt này thì xây dựng từ tháng 2 à. Đúng ra là đã xong rồi á, nhưng mà nhiều lần dời ra lại một số sự cố cho nên nó chưa có xong. Mọi người đi qua đấy chờ qua bến phà thì chờ khoảng 15-20 phút của bến phà. Nhưng mà cái bến phà này thì vào tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm đến khoảng 3 rưỡi sáng thì nó không có hoạt động, cho nên là cái người mà người dân muốn đi qua, đi từ khu vực quận 12 qua Gò Vấp hay là từ Gò Vấp qua quận 12 thì phải đi vòng qua quốc lộ 1A, nó xa hơn cái chút cây số các bạn. Đó là một điều bất lợi. Cái cầu này là sự mong đợi của người dân Gò Vấp. Đó, chúng mình chút nữa mình sẽ qua bên kia, mình quay cho mọi người xem cái bến phà. Đó có thể là một trong những bến phà cuối cùng ở Sài Gòn chúng ta đang hoạt động các bạn. Mình có thể nói cùng với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cái cơ sở hạ tầng thì đang liên tục phát triển và liên tục được nâng cấp, đặc biệt là tuyến metro, các tuyến metro ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái cầu sắt và các cái công trình phải nói là tạo ra điều kiện giao thông thuận lợi các bạn. Thì cái cầu sắt là một trong những một cái điều rất là tiện và cái thời gian thi công nó cũng nhanh các bạn, giải phóng mặt bằng nó cũng nhanh. Thì cái cầu sắt An Phú Đông này thì là một cái cầu như vậy các bạn. Hy vọng rằng là cái sự sau khi mà cái cầu sắt An Phú Đông này được khánh thành thì người dân chúng ta sẽ không còn thấy cái cảnh chen chúc như thế này. Đó, người dân thành phố, đặc biệt là người dân quận 12 cũng như những người dân quận Gò Vấp đang rất là mong chờ cái sự khánh thành của cái cầu này các bạn. Đó, cái cảnh này sẽ không còn. Và hiện tại cái đường này đang kẹt cứng luôn các bạn. Dạ. Thì chút nữa mình sẽ qua chỗ phà kia qua cho mọi người xem nhé. Và đi qua cái khu vực cái phà này thì mọi người sẽ thấy có một cái con sông gọi là sông Vàm Thuật đó. Bởi vì cái cầu này là nó bắc qua con sông Vàm Thuật mà. Đó. Rồi cái con sông này thì nói chung là ở giữa sông á, nó có một cái miếu rất là linh thiêng gọi là Phù Châu Miếu nha các bạn. Ở trên kênh video của mình đã có qua cái Phù Châu Miếu này rồi. Ok. Đó, hình như là tới đây là đã gần xong rồi. Khu vực khu vực này đã xong rồi các bạn. Như đang hôm trước là bị xà lan nó tông vô giữa nhịp bị lật á, cho nên là người ta đã sửa xong rồi. Còn ở phía trước này thì
người ta đang chuẩn bị đổ bê tông qua đó. Con lương người ta làm xong rồi mà đó. Gạch đây người ta lát vô xong thì sẽ kết nối ra cái đường Nguyễn Thái Sơn này à, ok. Đây các bạn, đây trước mặt của chúng ta là nó hơi tối các bạn, hơi tối nhưng mà đây là cái khu vực cái cầu sắt An Phú Đông nối giữa hai bờ của sông Vàm Thục. Đây là con sông Vàm Thục nha các bạn, nó đã xong rồi, xong phần cơ bản là xong rồi. Thì theo thông tin mà mình vừa mới đã nhận được thì vào trong tháng 12 thì người ta mới đưa vào khánh thành do nhiều cái lý do khác nhau các bạn. Ta đã dời đó, đó cái nhịp giữa nó đó. Hôm trước là nó bị một cái xà lan chở cát tông vô đó. Bây giờ thì người dân đang ở đây là người ta đang chờ, gọi là chờ cái phà qua, đang chờ phà qua nha các bạn. Đó. Thường thường thì chờ khoảng 15-20 phút mới có phà qua. Thì vừa rồi mà có một cái phà đi qua. Thì cái cảnh này chắc chắn là sẽ là một trong những cái phà cuối cùng của Sài Gòn bắc qua các con sông. Đặc biệt là chúng ta biết là ở Sài Gòn thì sông Sài Gòn là sông lớn nhất, nhưng mà kênh bằng bên cạnh đó thì rất là nhiều con sông nhỏ nó qua rất là nhanh, khoảng 5 phút các bạn. Nhưng mà cái phà này thì có điều là mọi người biết là từ 11 giờ rưỡi đêm á tới khoảng 3 giờ rưỡi sáng thì không có phà. Đây bạn. Đấy. Đường này rất là nhỏ này bạn. Mỗi cái xe máy như vậy là giá hình như là 2.000 đồng các bạn. Thì hiện tại thì có 4 cái phà như thế này, 4 cái phà như thế này hoạt động. Thì sắp tới rồi khi mà cái cầu kia nó khánh thành, nó đưa vào sử dụng thì sẽ thay thế những cái phà này. Và hy vọng rằng người dân của chúng ta sẽ sớm được trải nghiệm cái tàu, cái đường, cái cầu bên kia. Bởi vì cầu bên kia là có hai làn xe ô tô, làn ô tô và hai làn để người dân đi bộ. Không, bắt qua cầu sông Vàm Thục. Thì cái trên sông Vàm Thục này nó có một cái gọi là cái chùa Phù Châu các bạn, rất là đẹp. Đó, cái khu vực này thì nói chung là cũng nhốn nháo lắm. Ok, ngày hôm nay thì đi qua khu vực này quay cho mọi người xem. Đó. Cái cảnh khá là nhốn nháo này. Ban đêm mà khoảng từ 11 giờ rưỡi đến 3 giờ sáng là mọi người sẽ không có cái phà này đâu các bạn. Nó hoạt động tới khoảng 11 giờ rưỡi là nó sẽ ngưng, nó không hoạt động nữa. Đó. Đây, người dân vẫn tiếp tục đổ vô. Nãy là chỗ khu vực này nó kẹt xe đó. Đây. Đó, trước mặt chúng ta là cái cầu dần dần hình thành rồi các bạn, nó xong luôn rồi. Ok, bye bye nha.